Mở đầu là phần tin trong tỉnh. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam đã đồng ý với việc thành lập tổ giúp việc của ban chỉ đạo địa phương dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2. Theo đó, tổ giúp việc dự án gồm các thành viên văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, ban quản lý dự án Mỹ Thuận, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Giao thông vận tải, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre. Giao ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực khối kinh tế làm tổ trưởng, ông Cao Minh Đức, Giám đốc Sở Giao thông vận tải làm tổ phó. Nhiệm vụ của tổ giúp việc dự án là tham mưu đề xuất chuẩn bị nội dung các cuộc họp của ban chỉ đạo địa phương dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2, đồng thời theo dõi tổng hợp kết quả tiến độ thực hiện của dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2. Tổ giúp việc làm theo chế độ kiêm nhiệm, được thành lập tổ thư ký triệu tập cán bộ khi thực hiện nhiệm vụ.